Xin chào tất cả các bác. Và ngày hôm nay thì xưởng Tường Gỗ muốn đem lên giới thiệu đến các bác tác phẩm gì là Ngũ Phúc Vác Cành Đào, được chế tác từ chất liệu gỗ cẩm lai. Tác phẩm có mã là TPDL 237, có kích thước cao 74, ca kỳ cao 89, ngang 57 và sâu là 47. Và hiện tại tác phẩm còn nặng 34 kg và có giá bán bên em là 12.500.000 đồng cho một tác phẩm, có kèm luôn ca kỳ ở phía dưới cho các bác nha. Và tác phẩm được làm từ chất liệu là gỗ cẩm lai, là một trong những chất liệu gỗ rất là quý hiếm và giá trị hiện nay. Gỗ cẩm lai là một trong những chất liệu gỗ mà sẽ đem lại những cái đường vân rất là tuyệt vời cho gia chủ. Và đặc biệt là những bác nào chúng ta mới chơi tượng gỗ, chúng ta đam mê tượng gỗ thì chúng ta có thể lựa chọn chất liệu gỗ cẩm lai thay vì chúng ta lựa chọn chất liệu gỗ hương. Gỗ cẩm lai thì giá thành nó sẽ cao hơn gỗ hương một xíu, nhưng mà đổi lại thì sẽ đem lại cho các bác những đường vân rất là tuyệt vời. Và gỗ hương cũng vậy, gỗ hương cũng là một trong những chất liệu gỗ cũng rất là tuyệt vời để cho cả nhà chúng ta có thể lựa chọn tùy vào kinh tế và tùy vào sở thích và niềm đam mê đồ gỗ của các bác, được không ạ? Và tác phẩm được chạm khắc rất là tỉ mỉ từng chi tiết một. Phật Di Lặc đang vác theo một cành đào rất là xung xuê, nón ở phía sau. Ở dưới là bao gồm có 5 tiểu đồng ở những vị trí khác nhau đang được vui xung quanh tượng Phật Di Lặc. Ở dưới này thì có các cái thỏi vàng, gậy như ý, đống tiền vàng, bao tiền. Và đặc biệt ở một chỗ là ở tác phẩm này thì có những đường vân rất rất tuyệt vời chạy quanh khắp tác phẩm. Và em nghĩ đây là một trong những tác phẩm mà sẽ đem lại cho gia chủ rất là nhiều tài lộc, may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng. Và ngay bây giờ thì em sẽ đi sát vào để cho cả nhà chúng ta cùng chiêm ngưỡng kỹ hơn về những cái đường nét chạm khắc của tác phẩm gì là Ngũ Phúc Vác Cành Đào các bác nha. Và đầu tiên, một điều quan tâm nhất và các bác chú ý nhiều nhất đó chính là diện mặt của tượng Phật Di Lặc, đúng không ạ? Bao giờ thì nụ cười của ngài cũng phải rất là hoan hỉ. Các bác chúng ta có thể nhìn thấy là những đường vân rất rất tuyệt vời chạy quanh khắp tác phẩm này, chiếc bụng to tròn và siêu vân. Ngoài ra thì ở đây, Phật Di Lặc của chúng ta vác theo một cành đào rất là xum xuê. Và cành đào thì sẽ tượng trưng cho sức khỏe, sự trường thọ và sẽ giúp cho gia chủ sẽ có được một sức khỏe viên mãn hơn và sống lâu trăm tuổi các bác nha. Rồi ạ, chúng ta đi xuống phía dưới và có thể nhìn thấy là ở đây có 5 tiểu đồng đang ở những cái thế và những cái dáng rất là khác nhau. Tiểu đồng thì kéo dây tiền, cầm gậy như ý, đem lại vạn sự như ý cho gia chủ. Ở trên này thì có 2 tiểu đồng đang ngồi trên gậy như ý và đồng tiền các bác nhé, kéo theo những cái dây tiền và giữ những cái thỏi vàng. Các bác chúng ta có thể nhìn thấy là khi mà em quay sát vào để cho cả nhà chúng ta cùng chiêm ngưỡng diện mặt của 2 tiểu đồng, rất đẹp luôn ạ, được đục rất là tuyệt vời. Và những cái đường vân của gỗ cẩm lai thì quá là thích rồi, đúng không ạ? Trên này 2 tiểu đồng đang kéo dây pháo đứng trên bao tiền, chạm khắc rất là kỹ lưỡng từng chi tiết một. Và nếu như các bác nào chúng ta quan tâm đến những cái mẫu tượng Phật Di Lặc, Ngũ Phúc thì các bác có thể lựa chọn tác phẩm này, đẹp và rất là dễ để, kèm luôn cả ghế kỷ ở dưới để cho cả nhà chúng ta có thể trưng bày ở trong gian phòng của mình. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu đến các bác một tác phẩm tuyệt tác, đúng không ạ? Được làm từ chất liệu gỗ cẩm lai rất là quý hiếm và giá trị hiện nay. Và nếu như các bác nào chúng ta quan tâm đến mẫu tượng Phật Di Lặc có mã là TPDL 237, các bác có thể liên lạc với xưởng tượng gỗ qua Zalo hoặc hotline của cửa hàng 035 5678 885 hoặc số 0868 688 137. Nếu như máy bận hoặc là không thấy ai nghe máy, các bác hãy nhắn tin Zalo cho em để mà em có thể giải đáp thắc mắc cho các bác nha. Và đặc biệt là xem xong video, các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ cho xưởng tượng gỗ hoặc là nút chuông bên cạnh để có thể theo dõi các video bên em, được không ạ? Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh xưởng tượng gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.